chúng ta sẽ có một vấn đề theo tôi suy nghĩ như thế này, là chúng ta nên là chia sẻ với nhau. Và ở đây tôi thấy có một cái mà tôi nghĩ ra là hay và tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô. Và chúng ta tôi muốn chia sẻ với lại thầy cô và muốn nhận được từ thầy cô cái sự chia sẻ của mình, để chúng ta hỗ trợ nhau, để chúng ta cùng đồng hành và giúp cho học sinh chúng ta dễ hiểu hơn. Và tôi giới thiệu với các bạn, tôi là một giáo viên dạy môn vật lý. Và tôi rất là nhiều trăn trở là tôi thấy rằng là gì? Cái môn vật lý là cái môn thực nghiệm. Như vậy thì nếu như mà bài học của chúng ta mà không đi được vào thực nghiệm, không dẫn các bạn đến được các cái công trình thực nghiệm, các cái ví dụ thực nghiệm, thì sẽ dẫn đến là bài học mình rất khô khan và cảm thấy rằng là nó không thể làm cho học sinh hiểu được, bởi vì nó trừu tượng chẳng hạn. Và tất cả mọi người chúng ta đều hiểu rằng đó chính là thực, đó là thực hành, đúng không nào? Và các cái thí nghiệm vật lý, đi từ thí nghiệm, bài nào chúng ta cũng có thí nghiệm hết, bài học nào chúng ta cũng có thí nghiệm. Và chúng ta phải thấy được nhiều cái thí nghiệm cực kỳ là hay, đó là thấy được cái kết quả của sự vật hiện tượng và làm cho nó gần gũi, nó dễ hiểu hơn, nó không còn trừu tượng nữa. Ví dụ các bạn hiểu là bạn học về con lắc, bạn dạy về con lắc được, các bạn cũng thấy là lắc qua lắc lại, lắc bao nhiêu thì nó sẽ thực hiện một chu kỳ. Hay là các bạn sẽ thấy là với cái dao động tắt dần chẳng hạn, làm cái nhà, những cái ngôi nhà lớn, tại sao người ta mắc cái hệ thống đó làm gì? Như vậy thì mình cũng phải để cho học sinh nó hiểu, đúng không nào? Như vậy thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với lại quý thầy cô, đó là chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm, đó là Camtasia. Chúng ta sẽ bây giờ là đầu tiên là thí nghiệm, các bạn sẽ đem lên lớp để các bạn làm trực tiếp cho học sinh. Thì có những cái thí nghiệm các bạn sẽ thấy rằng là gì? Chờ cái kết quả rất là lâu và đo rất là nhiều lần và sai số rất là lớn, đúng không nào? Như vậy thì các bạn có thể quay ở các phòng thí nghiệm lại, ở phòng thí nghiệm lại các bạn phải đưa lên một cái phần phim. Sau khi cô có mình có một đoạn phim rồi thì mình có thể ghép vào giáo án PowerPoint của mình, hoặc là các mình có thể chiếu lên TV để cho các em nó nhìn thấy. Và đó chính là các cái thí nghiệm rất là thực, và từ cái thí nghiệm thực đó, những hình ảnh sự việc thực đó, thì nó sẽ đến với những cái khái niệm vật lý của mình, nó sẽ dễ dàng hơn với các em, và cái bài học nó sẽ cảm thấy là nó thú vị hơn. Và tôi muốn là mạnh dạn chia sẻ với lại các bạn, chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm hỗ trợ, đó là Camtasia, và chúng ta thực hiện để chúng ta sẽ cắt ghép các đoạn phim của chúng ta. Giả sử như phim của chúng ta mà nó có tiếng ồn, hoặc là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần để chúng ta đo các cái kết quả đo, thì chúng ta sẽ dùng phần mềm để chúng ta hỗ trợ chúng ta, để chúng ta làm, để chúng ta sẽ đưa lên cho học sinh, các bạn học sinh xem. Và mình thấy rằng là gì? Từ cái thí nghiệm thực tế đó thì sự vật hiện tượng vật lý, nó các khái niệm nó sẽ không còn gì trừu tượng nữa, và các định luật vật lý nó cũng sẽ được kiểm gì, kiểm chứng ha. Và theo nếu như mà tôi thấy là gì, nếu như mà ở đây chúng ta không có đủ thiết bị, và chúng ta sẽ thấy là tất cả các phòng thí nghiệm của chúng ta là thiết bị thường là nó bị hư hỏng và sai số rất là lớn, thì chúng ta có thể là mượn cái video của ở các bạn ở trường khác, hoặc là mượn các cái video của các thầy cô nước ngoài chẳng hạn. Chúng ta vào các cái trang web, chúng ta thấy là các cái giáo viên người nước ngoài họ thực hiện các thí nghiệm rất là nhiều. Như vậy chúng ta có thể là chia sẻ cái phần mềm, chia sẻ cái video, cái YouTube của họ xuống, và chúng ta có thể là đưa vào gì, Camtasia, để chúng ta chỉnh sửa, là không phải là chỉnh sửa cái gì, nhưng mà chúng ta muốn truyền tải đến nội dung của chúng ta bài học là cái gì. Chúng ta có thể là lồng ghép phim, chúng ta có thể là lồng nhạc, có thể ghép nhạc, có thể là dẫn trích những cái lời dẫn, hướng dẫn chẳng hạn. Thì hôm nay tôi sẽ mạnh dạn chia sẻ với quý thầy cô, và chúng ta sẽ cùng tôi thực hiện một cái đoạn là video là cái thí nghiệm về cái ống röntgen, tức là ống mà phóng ra tia. Và thực tế chúng ta sẽ thấy rằng là gì, cái ống này năng lượng rất là lớn, và chúng ta thấy ở trong các phòng thí nghiệm ở trường phổ thông thì hầu như là chúng ta thấy rằng là gì, nó không thể thực hiện được, đúng không? Như vậy thì tôi đã lót xuống một cái phần download của một cái thầy ở một cái trang web, đó là các thầy ở
hướng dẫn quý thầy cô, chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ làm cái đoạn phim này theo cái sự hướng dẫn của chúng ta, sự giải thích của chúng ta bằng tiếng Việt để học sinh có thể dễ hiểu hơn. Xin mời tất cả quý thầy cô. Rồi. Xin chào quý thầy cô. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô, chia sẻ cho quý thầy cô thôi. Chúng ta sẽ làm một cái phần, đó chính là bây giờ chúng ta có cái thí nghiệm. Thí nghiệm của chúng ta ở đây. Đó là thí nghiệm về TX. Ở đây. Production of X-rays. The lab setup shown here was designed đây. By Coolidge. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ lồng tiếng của chúng ta, bỏ cái tiếng của thầy cô này đi. Sau đó là chúng ta nói lại bằng tiếng Việt của chúng ta. Chúng ta sẽ tắt cái video này đi. Bây giờ chúng ta sẽ lên cái phần là Camtasia. Đây, chúng ta vào cái Camtasia này là chúng ta cái phần mềm này là tôi đã hỗ trợ đã dùng một thử một năm nay rồi và tôi thấy rất là ok, cho nên là quý thầy cô tải nó xuống và dùng một cách là hoàn toàn miễn phí. Nếu quý thầy cô không làm được thì quý thầy cô nhớ inbox cho tôi. Ok, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Ở đây chúng ta sẽ có cái fit để chỉnh cái màn hình này cho nó vừa không. Property của chúng ta là chính là chúng ta sử dụng đó là 720, 1280 và 720. Đó chính là cái cỡ mà chuẩn nhất. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ lấy cái phim nó ra ở trong phim đó qua cái phần mềm Camtasia của chúng ta bằng cách là chúng ta nhấp vào đây. Chúng ta mở lại cái phần, cái ổ đĩa mà chúng ta bỏ nó vô đâu thì giờ bỏ vô lấy vô đó. Rồi, bây giờ lấy ra từ TX. Đây, cái video của tôi là ở đây. Lấy ra. Sau đó là cái video này tôi sẽ bỏ xuống một cái track. Và nó có tiếng và hình luôn. Bây giờ tôi chỉ giữ lại hình thôi. Tôi sẽ bỏ tiếng đi bằng cách là tôi nhấp chuột phải. Quý thầy cô, tôi chọn vào là Auto and Video này nè. Nhấp vào. Tự nhiên là nó xuất hiện ở trên đây là tiếng và ở đây là hình. Như vậy tôi nhấp vào đây và tôi delete đi. Rồi, sau đó là xong rồi. Xong rồi quý thầy cô nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành là lồng tiếng. Lồng tiếng thì tôi vào cái phần mo này nè. Tôi nhấp vào cái tiếng nói. Và Star Boy này, nhấp vào tiếng nói. Ở trên này tôi sẽ nhìn cái hình. Để cho nó chậm chậm một xíu. Để chậm chậm một xíu tôi kéo cái này cho nó về đây nè. Đó, như vậy thì nó rất là chậm. Chứ nãy nhanh quá. Rồi bây giờ bắt đầu start này. Của chúng ta chỉ có 2 phút 11 giây thôi. Và giờ chúng ta sẽ tiến hành lồng tiếng. Ở đây mình sẽ thấy đây chính là property of X-ray. Tức là gì? Sản xuất TX. Và chúng ta sẽ thấy đây chính là một cái bình chân không. Ở đây là cathode, là một cái chõm cầu là kim loại. Và ở bên trong các bạn sẽ thấy đó chính là cái dây wolfram. Wolfram. Và ở bên đây là anode. Ở đây trong cái bình này là hút chân không và áp suất nó rất là thấp. Ở đây chúng ta sẽ dùng một cái nguồn pin để chúng ta đốt nóng cái cathode này để cho electron nó phát ra. Và cái cathode này làm bằng một cái chõm cầu để làm gì? Để cho chùm electron phát ra từ cái dây wolfram này khi đốt nóng thì nó sẽ tập trung ở giữa cái bình chân không này. Electron phát ra nó sẽ tập trung và nó đập vào trong một cái cực, đó là anode. Và anode của các bạn đó chính là một cái khối kim đồng. Và ở trên này là một molybden, tức là có cái tấm kim loại mà có khối lượng nguyên tử rất là lớn. Electron đập vào đây và nó sẽ phát ra tiếp. Và chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Do cái chùm electron nó năng lượng nó rất là lớn, cho nên dẫn đến là chúng ta phải dùng một cái hệ thống làm nguội. Và electron đập vào trong tấm kim loại và có khối lượng nguyên tử lớn, cái dòng electron có năng lượng rất lớn và làm cho TX phát ra.
Và để cho electron có thể tăng tốc trong điện trường và từ trong điện trường thì đặt vào hai đầu anốt và cathode một hiệu tiền thế rất là lớn, cỡ 20 kV. Và chúng ta sẽ thấy electron đập vào trong tấm kim loại và phát ra gì? Tia X. Như vậy thì nội dung truyền tải của chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ bấm vào đây là stop. Và chúng ta sẽ save. Rồi, ở đây chính là tiếng của các bạn. Bây giờ các bạn sẽ làm một việc, đó là các bạn sẽ giảm cái tiếng ồn chẳng hạn. Nãy giờ mình lồng tiếng có thể là nó ồn. Mình sẽ vô cái noisy removal này. Chúng ta nhấp vào đây. Đó, nó sẽ lên cái thanh chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ tăng lên hoặc giảm xuống để cho nó giảm bớt tiếng ồn chẳng hạn. Rồi, sau đó là dưới cái phim thí nghiệm thì thường là nó hơi một cách là giống như là chúng ta thấy nó trơ trẽ một xíu để cho chúng ta bỏ những cái âm thanh vô cho nó vui nhộn hơn, nó hay hơn chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta có thể là dùng một cái lồng cái âm thanh vô nè. Ở đây tôi có một cái phần âm thanh. Ta vào cái media này nè. Chúng ta nhấp vào cái dấu cộng để chúng ta thêm. Ở đây tôi tải cái âm thanh tôi để ở đây rồi. Này, một cái âm thanh. Âm thanh đây. Rồi xong, ok. Rồi có âm thanh rồi, tôi bỏ âm thanh vào đây. À, vào đây. Và thường là mình sẽ nghĩ đấy là âm thanh của mình á thì nó phải nhỏ hơn cái tiếng đúng không? Tôi làm cho vừa đủ này thôi. Bởi vì cái video của chúng ta nó rất là ngắn, nó chỉ có 2 phút thôi. Đây, chúng ta kéo cái âm thanh cho nó vào đây. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là cái âm thanh của chúng ta chắc chắn là nó sẽ to. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó nhỏ lại. Chúng ta kéo cái âm thanh này nhỏ lại. Rồi xong. Như vậy thì âm thanh rất là nhỏ. Giờ chúng ta sẽ xuất bản. Đây. Xong. Ok. Vào đây chúng ta sẽ chọn một cái 480 này, chúng ta sẽ bấm next. Sau đó là chúng ta ghi vào đây là cái phần của chúng ta là ví dụ như là thí nghiệm về ống rentgen. Ống rentgen. Rồi, bây giờ ta finish. Rồi, bây giờ nó sẽ chạy. Ở đây cái video của ông ta nó chỉ có 2 phút thôi nên nó chạy cũng rất là nhanh. Rồi bây giờ là chúng ta vào trong cái mixer này nè. Chúng ta thấy có ở đây có một cái ổ của chúng ta tùy thôi. Nó lưu ở trong cái chỗ nào đó. Ví dụ như ở đây là cái Camtasia nãy nó chỉ cho tôi là nó lưu ở cái mixer. Thì mình thấy lưu ở đây mixer thôi, vào cái video này. Như vậy bây giờ chúng ta đã có một cái video này rồi. Thì hoàn toàn thầy cô có thể vào trong cái video này và lấy để phát lên cho học sinh xem hoặc là chèn vào trong các PowerPoint. Và như vậy thì chúng ta đã làm xong, chúng ta đã lồng tiếng xong. Như vậy thì tôi sẵn sàng là hỗ trợ quý thầy cô nếu quý thầy cô gặp gì khó khăn. Như vậy thì và trong cái trang cô trong YouTube, cô trong Dạy Lý Pro thì tôi cũng làm rất là nhiều cái đoạn thí nghiệm này rồi, tôi bỏ vào trong đó. Thì quý thầy cô nếu mà muốn mà cần thiết mà muốn lấy cái phim nó xuống thì quý thầy cô cứ vô đó tải xuống rồi
chèn vào trong bài giáo án của mình để chúng ta có thể là dễ dàng hơn, hoặc là làm cho cái bài giáo án mình nó sinh động hơn. Và thân ái chào tạm biệt quý thầy cô, chúc quý thầy cô là mỗi ngày là được nhiều học trò yêu mến hơn và có nhiều cái động lực để chúng ta có niềm vui trong việc giảng dạy của chúng ta hơn.